Rồi. Cái đám ớt của mình mới trận mưa xong cái giờ tua tủa lên này, dữ dội ha. Trái nè, xanh lè. Nhưng mà chưa có chín thôi. Hai chậu lá cẩm của mình cắt đi rồi để mình gieo thêm chậu khác. Này là mấy chậu ớt mình gieo mình giờ gần cuối mùa nữa là làm biếng, không gieo nữa, không trồng ra chậu nữa. Đủ kiển. Cái chậu lựu kiển nữa nè. Cái bông cẩm tú cầu mình mới trồng mà thành nữa là năm nay chỉ có nhiêu có một bông mà nó vàng rồi, giờ giữa tháng 8 rồi. Này là chậu giúp cá, ở đây cà pháo. Cà pháo cũng trồng chậu tại hết đất rồi. Năm nay thời tiết hôm nay giữa tháng 8 mà lạnh như vậy, nó có bông mà. Nó đang có bông chứ chưa có trái. Thấy không? Đây nè. Có bông, đó là bông tím, còn này bông trắng. Vậy là cà pháo tím với cà pháo trắng quá, hai cái. Trong cái đám ngò gai của mình nè, tự nhiên có một cây cà pháo lọt vô. Đó, mình trồng ngò gai trong chậu, trồng trong chậu. Càng cua lẫn vô nè. Nó rớt mọc đầy dưới đất nè. Đây nữa nè. Càng cua đó. Rớt mọc tùm lum. Rằm. Ngồi gai nhà chồng ăn chỉ đủ hai chậu thôi là đủ ăn rồi. Còn chậu cả giúp cá này để đem phòng hờ mùa đông vô nhà ăn. Lá lốt đó mua cộng về ăn xong rồi cắm xuống đó, nó ra đó. Như trong cái chậu, cái gì thanh long của mình cũng có ngò gai, càng cua, rau dền. Ơi, bên New York này trồng thanh long không được, khó trồng lắm, mùa đông phải xách ra xách vô hoài. Đây cũng thanh long đây nè, anh bạn khui cho đó. Con này quỳnh, quỳnh đỏ, quỳnh trắng, quỳnh đêm á. Con này là húng cây, mình để phòng hờ chậu đem vô nhà ăn. Ui da, càng cua nó cũng mọc đầy dưới nè. Đó, thấy không? Nó mọc chen lẫn hết trong mà. Thủy trúc của mình để ở đây nó nắng quá sao cháy lá nè, thấy không? Tại nó non quá đi đó, nó non quá thành thử ra nó cháy lá đó, nó gãy. Mưa lớn chút xíu là nó gãy.
nè, thấy không? Mưa lớn cái nó gãy cọng, nó cháy, nó cháy lá gãy cọng mà, thấy không? Còn non quá đi. Đây, mình ăn xong mình cắm cọng chậu húng cây Việt Nam nè. Mình cắm để dành vô nhà vô mùa đông ăn. Đó, nên lá cẩm mình hái xong mình cắm xuống nữa đó. Còn đây là cây lá gai. Cái lá gai của Nhung Vũ cho nè, vợ chồng Nhung Vũ với Hùng cho nè, đó. Có nhiêu đó thôi, mình đang dưỡng đó. Rau răm ăn xong rồi cắm xuống. Đó. Lá lốt nè. Đó cũng ăn xong rồi cắm xuống nè. Lá lốt không có cần đợi ra rễ. Ngâm một đêm cho nó lạnh, cho nó tươi trở lại là cắm xuống thôi. Cái này bịch lá lốt mình mới hái ở lần trước. Ờ, có mấy trái đỏ rồi đó. À, leo que cái mấy trái đỏ. Bây giờ trời lạnh rồi. Bởi vậy mình trồng phòng hờ là như vậy. Mình trồng chậu á, lạnh là mình xách vô nhà mình còn có ăn. Đó, đó chưa? Mới có mấy 8 tháng 8 à. Mà trời đã lạnh rồi. Bởi vậy New York này được tính ra có 2 tháng ấm à, 2 tháng nóng à. Cái bụi tía tô của mình á, mình mới hái xong, còn chơi chọi như đó. Có một cọng tía tô đó mọc trong chậu tiên tuế. Rồi hai cọng é trắng đó, mình đang lấy hộp nè, đang lấy hộp để dành hộp á. À, thấy chưa, cái mùi é trắng này thơm ngon lắm à, cái mùi dễ chịu thơm lắm. Đây, trong cái mai tứ quý của mình có cọng xà lách, mình cũng đang để dành lấy hộp nè. Đó, với cộng broccoli wrap. Nó kêu broccoli wrap là giống như là nó cải làng vậy đó. Mình cũng đang lấy hộp đó, thấy không? Nó lẫn ở trong cành mai của mình nè. Đó, đây là cũng cải làng á. Còn đây là hạt é trắng nè, nhánh é trắng nè. Đó. Qua trận mưa bão cái rau muống của mình nó tốt mịch rồi ha. Bữa mình mới hái sạch hết luôn á, mới hái sạch lên hết luôn á. 2 tuần sau rồi nó mọc ra đầy vậy đó. Rau lan cũng vậy đó. Rau lan bữa mình hái trụi hết rồi, bây giờ mọc ra rồi đó. Còn đám rau mùng tơi của mình á, mình trồng khít quá à. Bây giờ lá nhỏ xíu à. Cái đợt đầu thì lá bự lắm, lá bự còn tổ ba chả nữa, như cái lá dưa leo vậy. Mà bây giờ mình nhặt lá mình ăn hết rồi. Mình ăn lá thôi, mình không có để cho nó lại bò. Rồi dưa leo của mình nè. Đó, bông đực không à. Bông cái sóc nó xơi hết rồi. Để biết bao nhiêu cái đĩa CD nó cũng không sợ. Tại mình làm cái vàng nó cứng quá đó, nó nhảy lên là nó bám, nó không có bị té. Thành tựu nó ăn được. Mai mốt á, mình phải làm cái vàng mà kiểu như cọng dây mà lông bổng á, nó đứng không được, nó sẽ té thì nó không ăn. Mà cà chua của mình nè, đó, nó phá nè, đó, nó hái cà chua của mình hết trơn.
Đó, còn rớt lại một trái đó. Ừ. Nó ăn hết. Ừ. Có nhiều trái thì là nó ăn hết à. Ừ. Mình chưa kịp ăn, nó ăn nó trêu. Ừ. Bây giờ cũng phải trồng thôi. Giấu được trái nào hay trái nấy. Ừ. Salad. Salad nè. Còn này là cải đắng xanh, cải xanh cải đắng chứ không phải bẹ bẹ bự đâu, phải bẹ xanh bự đâu. Kinh giới nè, nó muốn mọc đâu mọc mọc tùm lum. Rau dền đỏ, xà lách nữa đó. Rồi, rau dền lá ớt, rau dền xanh lá ớt, tía tô nè, cái đường đi nó cũng mọc luôn, kinh giới nữa nè, đó. Nó mọc tùm lum á, mấy cái hộp kinh giới tía tô là nó hay mọc lắm, bay lên lum nữa, đó, đi qua bên nhà hàng rào của cái ông kế bên, bên luôn kìa, thấy không, đó, tía tô đó. Ừ. Tía tô rau dền của mình á, rồi tía tô nó cũng mọc vô, nó mọc còn tốt hơn rau dền nữa đó. Ừ. À, cần của mình nè, để đến độ mà hộp lên, bay hộp một hộp lên luôn. Cần cần tàu để xào đó. Ừ. Ăn không kịp á. Tía tô nè. Ôi dồi, mấy cái này thì nó tốt thôi là tốt. Hành của mình nó cũng mọc lẫn trong cái đám hành của mình luôn. Càng cua nữa nè, càng cua mọc dọc 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 đường đi đầy nhóc. Ôi, bạc hà, cái đám bạc hà này đó, mình đâu có nghĩ là nó mọc lại đâu nè, mình định cho nó qua một chỗ. Ừ. Mình đang lấy giống hộp húng quế. Ừ. Còn này cây é trắng nè. Ừ. Cây é trắng đó thôi, nhìn giống húng quế ha, nhưng mà không phải, nó là é trắng húng quế ở bên này nè, cây này mới húng quế nè đó. Cái lá nó sậm hơn, cái lá nó xanh đậm hơn. Ừ. Đó, húng quế đó. Mình lấy hột mình gieo cho năm sau. Rau má, kế tới là rau má. Xong rồi đó là hẹ của mình á. Hẹ đó, nguyên cái đám hẹ. Ừ. Ừ. Cái đám rau má này nhổ hết rồi. Nhổ vô được 800 g, gần ký. Hình như khoảng 1 ký. Uống 3 lần. Hái vô uống 3 lần. Đó, bây giờ mình nhổ đi rồi mình mới thấy là càng cua nó mọc lẫn ở trong mà, thấy không? Ừ. Đó, nó mọc lẫn ở trong. Ừ. Đó, đám càng cua hôm nay xanh mà ha.
Con này là đậu đũa. Có mình trái dưa leo đó, rồi biết mình thấy thì nó cũng thấy luôn, sóc nó cũng thấy luôn, nó hay lắm rồi. Nó đậu đũa nó cứ hai cọng giống như đôi đũa vậy đó. Nè đó, càng cua nó mọc sùm hết, nó mọc lẫn vô luôn. Đây nữa nè đó, tại mình ăn xong rồi mình tưới cây xuống, rồi mình rửa rau á, mình rửa rau càng cua xong cái mình tưới nó xuống, mình nhổ lên mình ăn cái mình tưới nó xuống, cái là lại mọc thêm nữa mớ nữa. Đó. Trái hổ qua nó bự ra rồi, phải hái vô thôi. Đây cũng vậy nè, mấy trái đây bự hết rồi. Có mấy trái cũng bự thôi, thái vô nấu không được nồi canh nè. Cà pháo này của mình không có đất đó, mình trồng chậu nè, mà nó nằm ở dưới cái giàn bầu, thành thử chắc không có nắng nên đến giờ chưa ra bông. Hôm quế tham đã có một bầy bãi bên kia rồi, một ô bên kia rồi, mà còn trồng chậu nữa. Này là kinh giới đó mấy bạn, kinh giới nè. Mình hái gốc ăn ở dưới, bởi vậy có mấy cọng ở trên lớn, mấy dưới thì cọng nhỏ. Kinh giới đó. Còn đây húng lủi, với lá tía tô xanh, lá tía tô đỏ kế bên đó, thấy không, tía tô xanh đó. Húng lủi nè đó. Rồi dốc cá đó, giúp cá, rồi húng cây, Việt Nam á, húng cây giống Việt Nam á. Đó, đám rau má này là rau má giống của Việt Nam luôn. Ở cái đó xả, với dần hai cây, hai cây bầu.
bạc hà của mình á, không có ấy trồng đất, trồng chậu. Rồi rau om, rau ngò om á, nấu canh chua đó, mình trồng nước, mình giữ nước lại đó. Còn bên là cần nước á, mình hái xong rồi nó lên cao lắm á, cần nước mình cũng trồng nước á. Giờ nó mới mọc lại nè, đang mọc lại. Mình đã ăn 3 đợt rồi đó, cần nước lên lẹ lắm, tuần 2 tuần nó lên nè. Ngò ôm á đó. Đó, coi xả nè, xả của mình á, vậy mà mấy con sóc nó cũng đào đào bới bới á, đào nó bới nó kiếm củ đó, làm gãy của mình á mấy bụi xả luôn nè, thấy không, dễ sợ chưa. Sóc mình nó ưa cái mùi xả lắm hay sao mà coi củ thơm thơm đó, vậy đó. Rau giúp cá nè, nó sùm quá, nó bị che lấp hết trơn à. Đây cà pháo mình cũng trồng ở trong đây chơi, trồng chơi à, cũng có bông có nụ rồi nè. À, xong cái hộp mà mình ăn họ trái Honolulu á, cái nó leo đây nè. Đó. Đó cũng có trái đó, thấy không, mà không biết mấy con sóc có phá không nữa chứ. Ơi nó ăn trái của mình luôn á, nó bứt trái non nó ăn đó chứ. Được mấy trái bầu dài, bầu dài nó ra nè. Nó cái đọt bầu ra toàn ten đọt bầu, bọt bầu quá trời ha. Giờ mình đi lo mình ngắt mấy cái đọt bầu để mình luộc chấm mắm khô quẹt ăn. Đọt bầu quá trời luôn. Đám cà chua đó không dám khoe, khoe sợ mấy con sóc nó thấy nó ăn. Trái nằm trong này nè. Có mấy trái to nằm chỏng ở dưới đây. Thấy cái dây bí đỏ không? Trời ơi, khủng hoảng kinh hồn luôn. Mà trái thì đâu? Đây, có nụ trái đó thôi. Ôi giờ, bí đỏ này chắc ăn bông thôi ha. Thấy ở ngoài nó cũng có bán lá nữa đó, mấy cái đọt bí đỏ này nè, bán đọt bí với lại bông. Bông thì nhiều,
Mình có hái bông mình ăn rồi, còn cái lá của nó thôi quá trời quá để luôn. Cái đó mẹ mới hái đó, mẹ mới hái hôm trước. Con quay từ từ á, con quay lẹ quá làm chóng mặt á. Ok, thank you. It's wet. Giờ đi hái
rồi ôm để cho cái nó đâm nhánh ra. Giờ nó cao quá rồi. Mình phải hái để cho nó đâm nhánh ra. Đó, không trồng nước nè, thấy không? Mình ăn không kịp, mình để trong đá để dành mùa đông ăn. Đi mua mất tiền. Đó. Rồi mình hái vô được cả bó. Quá trời ha. Mày tí tô già hết rồi. Kinh giới mình hái vô đó. Ủa rồi, tối tối thui ta. Mình hái cái kinh giới vô rồi. Mình hái nguyên bó kinh giới luôn, thấy không? Hái vô. Rồi ôm cũng hái vô nè. Ngò ôm cũng hái vô. Tí tô cũng hái vô. Hái kinh giới xong giờ cái bụi kinh giới nó trơ trọi. Thấy không? Thấy nó trơ trọi ha. Phun cày dấp cá gì ra bông hết rồi, không hái nữa, nó già. Giúp cá này. Quá trời bông. Rồi. Mới rửa xong cái đám rau má hái vô nè. Là rồi hái đi trái bầu với mấy cái bạc hà vô nó canh chua với bốn trái khổ qua. Mới hái xong rồi rửa đám rau là lấy nước tưới cây luôn. Mình mới tỉa mấy cái lá bầu hả, để cho nó đừng có dày quá, nó che mấy cái trái bầu á, nó ra bông á, mấy ông không thấy để nó đậu trái cho mình, đậu vô để nó đậu trái cho mình, nên mình phải tỉa bớt đi lá nằm dưới này nè. Phải tỉa bớt lá đi, dày đặc vậy nè, có nhiều trái nó bị thúi á, mấy nhiều trái bầu bị thúi nè, có mấy trái bầu bị thúi nè đó, tại lá dày đặc qua nên trái bầu nó thúi, nó chưa có ra bông, nó ra bông mà ông không thấy bị lá bầu nó che đó, đó. Có nhiều trái lắm à, đâu nó rồi ta. Ở ngay gốc này nhiều trái lắm mà không thấy ta. Đó, trái này nữa nè, đó, thấy không? Đó. Đó, mình tỉa lá xong giờ mấy cái trái con đó, nó lòi ra quá trời luôn nè, thấy không? Đó. Mấy trái còn nhỏ 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 nó lòi ra quá trời luôn. Đó.
Cái này rậm quá, cái trái nó bị chết, thúi đen, thấy không? Thúi đen thui à. Cái trái Honolulu của mình được một trái đậu. Còn mấy trái kia cũng đậu, cũng có. Mà sao thấy không thấy lớn. Đây nè. Đó, cái này cũng là trái nè. Đó. Ở đây cũng trái nè. Đó. Rồi ở đằng kia cũng có trái đậu rồi nhưng mà không thấy lớn. Đây nè. Đó, trái đậu rồi mà không thấy lớn.